sống bên nhau. Vợ buồn thì anh đây cũng kém vui, vợ mà cười lên nắng vàng lại đẹp tươi. Yêu nhau đến già luôn em ơi. Chuyện nhà đừng nói với ai biết không cho ngay. Làm cho mọi thứ rối tung mà lại mệt thôi. Giận vùng vừa mãi đến khi đôi ta hồn lại. Vì gia đình mới em mong sao anh. Từ nay chồng sẽ lắng nghe thêm bao lời hay. Mình chẳng hòa sống tốt hơn cho vợ được vui. Vợ ơi mình mãi nắm tay chồng hai vợ em. Một gia đình mãi. Ơi thiệt tình luôn á, mới ăn tô cơm nguội xong giờ lại đói nữa rồi. Dạo này không biết sao ăn dữ vậy không á. Ngồi ngon quá à. Ngồi nhận má mua bánh này đâu ngon ghê luôn á. Đúng là cuộc đời của mình chỉ có về đây ở với ba má là chính. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Gì dạ? Xích quá, xích quá em ngồi thôi. Nhưng mà bài bừa tùm lum vậy nè. Vô duyên, chỗ người ta đang ngồi ăn tự nhiên ra đuổi ra. Sao mày sống đâu con người ta. Đó mát quá. Cái đó gì vậy? Chị mới hỏi gì? Hỏi cái đó là cái gì? Trời ơi chị hai ơi chị hai. Cái gì vậy? Chị ăn hơn 30 nồi bánh chưng luôn mà không biết cái này cái gì sao? Là làm sao? Tự nhiên giờ nhảy qua tới bánh chưng là làm sao? Bởi vì ông bà nói là chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói với người ừ bực mình ghê luôn. Ủa? 30 nồi bánh chưng là hơn 30 tuổi rồi, không biết cái này cái cassette hả? Chị Thảo Mai vừa thôi chị hai. Trời ơi, ơi, này là gì vậy? Này là gì vậy? Biết này gì không? Biết này gì không? Không. Không luôn mà ngồi ăn quá trời ăn à. Trời ơi em không ngờ chị luôn chị hai. Mới ăn một cái tô cơm nguội dưới nhà giờ lên đây ăn cái này nữa hả? Thì đói bụng thì ăn nữa chứ làm sao. Đói bụng nữa hả? Ủa? Ôi chị ơi, chị ăn kinh khủng khiếp luôn mà còn đói bụng. Chị 21 nha. Cái chiều cao của chị nó không có phát triển nữa. Tại chị đã hơn 30 rồi. Mà cái chiều ngang á, bắt đầu nó phì ra, nó kéo ra. Đi nó không đi bình thường mà nó lăn kỳ lắm chị hai. Ủa, kệ nó, bây giờ chiều nào nó phát triển thì kệ nó. Mà miễn sao chị của em vẫn phải đẹp á. Trời ơi, chị hai tự tin quá. Nè, chị thông báo, trân trọng thông báo cho em biết ha. Người ta còn khen chị là giống diễn viên Chi Cha gì đó. Mà à. Người ta nói chị là giống như sinh đôi, giống như hai giọt nước luôn á. Ủa, cái nào sinh đôi không ta? Ừ, em thấy cũng giống đúng không? Đúng rồi chị hai ơi, đôi luôn. Đúng rồi. Chị gấp đôi. Trời ơi chị hai ơi, chị người ta là người ta dòng eo là đái thắt lưng ông ha. Người ta dòng eo 56 ha. Chị ngược lại không à. Trời thiệt nha, nhìn không dám nhìn luôn á. Ủa, thì bây giờ không được dòng eo 56 thì 65. Sao không thấy ta? Làm gì kiếm gì chổng hoài vậy? Em đang kiếm ba ở trong này nè. Ba hả? Ừ. Tới rồi, tới rồi. À, lần đầu lên sóng nhưng mà thiệt tình là không có run. Giọng của ba. Ủa, ba làm gì vậy anh nhỉ? Đây là cái chương trình phát thanh của khu phố. Mà chú Sáu Gà là chú tập hợp lại. Chú làm cái chương trình này nè, hay không? Ủa vậy hả? Vậy ba đâu, kêu ba ra nghe. À, chắc là ba đi câu cá gì đó, đâu có nhà đâu. Ê, ba nói nữa kìa. Hơi ngại. Nhưng mà tại nó đẹp quá nên tôi muốn kể. Tôi muốn kể về một người rất là quan trọng trong cuộc đời của tôi. Người mà tôi không thể nào tôi quên được. Đó chính là tình đầu khó phai của tôi. Trời ơi, biết ai không? Mối tình đầu, mối tình đầu. Biết ai không? Ba với ai mà. Đúng rồi, má mình với ai. Ba mình lãng mạn. Trời ơi, cái gì? Dạ? Cái gì mới bước chân vô nhà kêu má mà. Má gì đây? Ê, muốn xin xỏ cái gì phải không? Kêu má phải không? Không phải, trời ơi. Má nghe ba nói chuyện trên đài nè. Nói chuyện cái gì? Ba, ai? Ba. Nè. Ba lên chỉnh, ba kể hả về mối tình đầu của ba đó. Ôi thiệt tình ông ba bây tào lao hết sức luôn. Tự nhiên kể trên đài chuyện gì cũng kể, tự nhiên kể chuyện riêng tư kỳ muốn chết. Trời ơi má ơi, con nói thiệt với má ha, rất là hiếm người đàn ông nào mà người ta đi lên đài người ta kể chuyện riêng tư vậy. Đúng rồi. Trời ơi, công nhận ba lãng mạn dữ sợ. Trời ơi, ba đang khơi gợi cái mối tình đầu của ba và má lần đầu tiên gặp nhau. Trời ơi. Lắng nghe kể coi. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp chính là ở đâu má, ở đâu? Ở đâu má? Trời ơi thì còn ở đâu nữa, ở nhà má chứ đâu. Mà má nói cho mấy đứa nghe, hồi xưa đó tao nói đâu phải là quen biết như bây giờ rồi mới lấy nhau đâu. Toàn là mai mối không hà.
đó, rồi có người mai mối cái ông qua nhà má. Lần đầu tiên gặp má mà làm như ông quen má từ đời kiếp nào đó. Trời ơi, ông quen quá. Má liền cái rồi bây giờ có hai đứa đây nè. Má ơi, duyên tuyền định, thủ đúng rồi. Quá. Người ta gọi đó là tiếng sét ái tình. Lần đầu tiên tôi gặp được tình đầu của tôi, đó là ở buổi hội chợ. Ủa má, má có khi nào ba lộn không? Có khi nào ba nhớ sai không má? Đúng rồi, chắc ở nhà nghĩ... mà má nói ở nhà mà đúng rồi, con nghĩ chắc là lâu quá rồi cái ba hay nhớ lộn á má. Hay là im nghe ông gọi ông nói tiếp ơi. Cả đời tôi cũng không bao giờ quên được cái ngày hôm đó. Tôi nghĩ tôi có bị tai nạn mất trí nhớ thì vẫn nhớ cái khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà có thể nói là uống nhầm một ánh mắt mà sai cả đời. Trời ơi, sao bữa nay ba làm gì mà văn thơ lai láng luôn vậy trời? Uống nhầm ánh mắt đó mà sai cả đời. Đi ghê. Má, má. Vậy là mối tình đầu không phải là má. Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi. Mời chị xơi, mời chị xơi. Má, 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 đây con phụ má. Ngồi yên đó. Thầy em á, tự nhiên đi rủ má đi nghe hả cái bài radio đó làm chi? Em đâu có biết là mối tình đầu của ba không phải là má đâu. Hay quá. Má, má, má. Đây đó. Nè, dặn hai đứa rồi chưa? Chút nữa ba về không được nói cái vụ radio ra gì hết, nghe chưa? Đứa nào mà cãi tôi nghe, đừng ăn cơm nhà này. Rồi bới cơm đi. Ăn đi, khỏi đợi ai hết. Ăn, bới. Dạ. Má ơi, má nhiều khi ba nói trên radio là ba nói chơi chơi. Chiều nay câu cá về cho má nấu canh chùa. Chiều nay gì câu cá về cho vợ tôi nấu canh chùa. Ô kìa con cá ngon quá trời. Quá bự luôn, quá bự luôn. Ô, có cơm ăn rồi, có cơm ăn rồi, có cơm ăn rồi. Có cơm ăn rồi, có cơm ăn rồi. Để nấu đó. Rồi, bới cho ba một chén đi. Sẵn dịp làm luôn, sẵn nè. Dịp làm. À lấy cái tô cũng được con. Lấy cái tô cũng được. Cái này của Ngọc. Tôi ăn nhiều lắm, tôi ăn nhiều lấy cái tô. Ra hội chợ mà ăn. Ủa hội chợ đâu ta? Ủa hội chợ nào? Ủa sao tự nhiên ra hội chợ ăn là sao? À bà không bới thì tôi bới. Vậy thôi. Vậy thôi. Đưa cái tô cơm qua đây. Ồ, đúng là con trai lý tưởng của tôi. Đấy, thàn 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 thàn. Này, cái món đó tôi thích lắm á, cái món đó tôi thích lắm á. Mình đưa chén này, ba gắp cho. Không, cái món này tôi thích, bà cho tôi. Ủa sao bà giờ sao quá? À, bà, cái tay tôi nó dài, không sao hết trơn á. Vậy đi, tôi gắp. Dài ra hội chợ, bà gắp. Ủa cái gì kì vậy con? Bà thấy hình như là nó có cái gì đó nó sai sai, sao vậy? Sao, tự nhiên bữa nay má con... Tự nhiên cái gì? Muốn ăn uống gì ra hội chợ ăn thì ngon lắm, đừng ăn ở nhà. Cái chuyện gì gắt quá. Cái chuyện gì vậy tôi con? Cái gì ba không hiểu gì trơn. Tự nhiên mẹ con đùng đùng sát khí là sao vậy? Thì tại ba đó. Tự nhiên á ba đi lên trên á hả Phường á. Khu phố chị khu ơi phố. Cái khu phố cái chương trình đó là của ông Sáu Gà. Là cái chương trình mà thu âm để mà giải mã những cái đời tư gì đó. Đúng ba rồi. Rồi ba nói ra cái mối tình đầu gì của ba đó. Ba nói nào là khó phai. Nào là uống ánh mắt mà sai cả đời. Rồi quan trọng là gặp nhau ở hội chợ. Thì chính cái chi tiết đó làm sao mà ba nói cho nó sai đi, là má đâu có nổi giận tam bành như vậy. Trời, thì cái chuyện nó xảy ra với ba như thế nào thì ba nói lại như thế đó, ba kể thật, rất là thật luôn. Nếu vậy con hỏi ba nè, cái lần đầu tiên ba gặp má là ở đâu? Hội chợ. Trời ơi, ở nhà chứ sao hội chợ ba? Đúng rồi, má nói với con á là má gặp ba ở nhà. Ở nhà. Bậy. Ở nhà hồi nào? Má nói tụi con có biết đâu. Ở hội chợ, ba gặp má con lần đầu tiên là ở hội chợ.
Ủa? Mà má quả quyết là ở nhà kìa. Má nói á, là gặp ba là lúc đó là ba đi qua để mà dạm hỏi má. Rồi xong rồi cái hả được sự may mối gì đó thôi. Chứ má đâu có gặp ba ở ngoài riêng nào đâu. Trời ơi má, con không gặp ba nhưng mà vô tình để ba kể lại câu chuyện của má với ba cho tụi con nghe nghe. Có nghĩa là cái ngày đầu tiên ba cũng vô tình đi hội chợ chứ. Đi tham quan hội chợ. Rồi bất ngờ ba bắt gặp một ánh mắt giống như câu thơ hồi nãy con nói đó. Mà ba tả trong cái câu thơ đó đó. À, uống ánh mắt mà sai cả đời. Ánh mắt đó là ánh mắt của má con. Là má? Là má con. Lúc đó má con quay lại vô tình cái ánh mắt của ba với má con giống như có cái tia lửa nó xẹt như đó. Ba quyết định rồi. Lúc đó ba cảm thấy rằng bằng bất cứ mọi giá ba phải cưới người phụ nữ này cho bằng được. Rồi lúc đó khi mà ba biết được nhà của má con rồi, ba mới về ba thưa chuyện với ba má của ba. Đem quà tới dặn hỏi nó con. Vậy là má hiểu lầm ba đúng không? Má con hiểu lầm ba. Cho nên bây giờ ba nói thiệt, ba rất là buồn. Tại sao ba trân trọng má con như vậy? Lúc nào ba cũng để cái hình ảnh đẹp nhất của má con trong lòng của ba. Mà tại sao má con không hiểu ba? Vậy tại sao rồi không cho ba xả? Tôi đi ra hội chợ nghe. Không, hội chợ chi? Ở đây là một gia đình của mình mà, đúng không? Có vợ, có chồng, có con, có cái. Ông xã ơi, ông xã thích ăn bánh chưng. Đây, em để kế bên ông xã đây. Ông xã thích ăn canh mây. Đây, canh mây có đây. Ông xã thích ăn cái này. Măng, em có măng cho ông xã. Em mời ông xã ăn. Trời ơi, ngọt quá. Im, cho người lớn nói chuyện. Anh ăn đi. Ăn được hả? Ăn đi. Không có ra hội chợ. Không. Ăn được rồi, ăn được rồi, ăn được rồi. Ba nói thiệt với con nha, hồi nãy giờ ba nghe hết rồi hả? Nghe cái gì? Đâu có nghe gì đâu, đâu có biết cái gì đâu. Bảo chuyển hướng rồi. Bảo chuyển hướng rồi. Chuyển hướng nè. Ba nói thêm cho tụi con nghe. Hồi đó thì thiệt sự là trước khi ba ăn cơm ba còn nói một câu chuyện. Hồi đó ba đẹp trai lắm. Ba rất là đẹp. Cái này nè, ba xác nhận nè. Trời ơi, tướng ba còn cao ráo. Không có bị không có đâu nói gì bây giờ. Nói rồi đó, tóc ba là như tao như mà phim Hồng Kông giống như Lưu Đức Hoài là ba hất lên không? Hất lên là nó hất lên nó như vậy. Hất quá rồi con, bây giờ nó rụng hết rồi. Đó, đó là hất bây giờ chứ hất rồi nó không có bá được, nó bay mất tiêu luôn đó. Ba, làm lại ba. Đúng rồi, lịch sử lặp lại ba. Rồi, giống như là tài tử điện ảnh Hồng Kông vậy. Vô ba. Sáng gì đi câu cá mệt đó phải không? Đói bụng rồi phải không? Thôi, bế Tường Hải ăn cơm đi. Bây giờ mới là ăn cơm. Nhưng mà không ăn. Ủa sao vậy? Nãy nghe nói ông đói mà. Bây giờ Bảo tôi hỏi bà đây rồi. Bảo chuyện hướng nữa hả? Trong lòng của bà tôi là người đàn ông đến sau đúng không? Bậy bạ, đâu có. Thằng nào lỡ nhà coi mắt bà trước. Mối tình đầu của bà là ai? Người đó không phải là tôi đúng không? Không, ông đừng hiểu lầm. Đâu có, tôi hồi nào giờ chung thủy có một người à. Tôi quen bạn mà hỗ trợ mà. Đâu có. Ủa sao kỳ vậy ta? Ủa gì tôi là người đầu tiên mối tình đầu luôn. Trời ơi, bà là người vợ đầu tiên của tôi. Trời ơi, tôi là người chồng đầu tiên của bà. Bảo đi luôn rồi, bảo đi, đừng có nữa bà ơi. Hồi hộp quá. Tại vì má làm cho con thiệt có muốn rớt tim ra ngoài. Tại vì má con nói làm cho ba cũng hiểu lầm nè. Ba nói mà nói chuyện ở trên cái radio để cho má con hiểu lầm. Thì bây giờ má con làm cho ba hiểu lầm đây nè. Thì chuyện là vậy, có nghĩa là cái ngày mà đi hội chợ á, má vô tình chơi với bạn của má, má không có để ý thấy ba. Đúng rồi. Rồi ba vô tình ba đi á, thì ba vô tình ba gặp được ánh mắt của má, ba bị sai. Rồi ba mới theo dõi má, ba mới tới nhà, rồi ba mới dạm hỏi má. Đó. Thì má đâu có biết là hồi gặp ba ngày đầu tiên ở hội chợ đâu. Cho nên má mới khẳng định với tụi con là gặp ba ở nhà. Còn ba thì ba cứ nghĩ cái mối tình đầu của ba là ánh mắt cái sẹt sẹt đầu tiên của ba là ở hội chợ. Đúng. Nên là hội chợ ở nhà nó chưa gặp nhau. Bây giờ gặp nhau rồi, có hai tụi con nè. Đúng rồi, nó nghe nè, cái hồi mà ba con tới nhà của má dạm hỏi đó, ánh mắt hai người dòm nhau, giờ dòm lại coi. Nhìn vô. Xẹt đi, xẹt xẹt đi. Hai ba. Nó điện á, xẹt xẹt giật quá chị luôn. Thì chị là đầu tiên, chị là người đầu tiên. Kế tiếp là em. Giật.
Khoảnh khắc quan trọng nhưng thời gian lại càng quan trọng hơn. Vì thời gian sẽ chứng kiến những điều vui vẻ hạnh phúc. Đã làm nên một gia đình, hãy làm cho thời gian bên nhau đều là những tiếng cười.